thần ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chôn nào. Nói là V9 nó tiếng hay thật các bạn, tiếng trong vắt, khỏe, trong, tiếng lực. Không hổ danh là con đơm ly nổi tiếng nhất của dòng Tinh Ninh. V8, V9 đó là những con đơm ly đầu bảng của hãng các bác nha, của hãng Tinh Ninh. Dòng này nó được đánh giá rất cao, nhất là việc ghép loa Nga S90 hoặc 150C, 46 ohm, 205W điện 100V, cọc phono mạ vàng, chạy 4 sò 2 vít, một nguồn cực kỳ to bên trong. Hàng bao zin nguồn sò tụ cho anh em, vừa về cả bóc ra chạy luôn đã. Mai thổi bụi. Dòng rất danh tiếng của hãng các bác nhé. Rồi.